Mình vừa men chưa xong thì bây giờ đang ngồi ở trong cái nán, cái chỗ để nghỉ ngơi mới thôi. Đang đứng đây nghỉ ngơi tí. Thì cũng vừa men cơm xong, không nói chuyện gì cả. Nhưng mà công nhận là cái bữa trưa hôm nay là ăn ngon thật. Từ ngày sang đấy giờ hôm nay bữa trưa hôm nay ăn ngon thế rồi. Ngon kinh. Trưa hôm nay đủ các món. Cũng là từ ngày sang đấy giờ hôm nay mới được cái bữa ăn này gọi là ngon. Sự ngon, rất ngon luôn. Hôm nay cũng là một cái clip đặc biệt, đó là mình sẽ để tiêu đề đó là ăn cơm, ăn trưa ở trên đại lý. Phải là ăn cơm ở đại lý quán bán hàng, mà là ăn cơm ở trên cái xưởng này của mình thì nó ở cái khu đại lý. Ở bên này đại lý tiếng Việt thì đọc là đại lý, còn bên này người ta gọi là tá lỉ. Tá lỉ, bạn nào ở đây chung thì sẽ biết đến cái khu này. Đấy. Thì mình sẽ để cái tiêu đề đấy cho nó hấp dẫn, nó đặc biệt. Đấy. Là ăn trưa trên đại lý, ăn trưa trên tá lỉ, ăn cơm ở trên tá lỉ. Thì cũng nói thật là cả tuần này mình đều làm ở trên này. Làm nhàn, mà làm toàn làm cái hàng ấy, cũng nhàn. Nên là hôm nay thì cũng không có tăng ca, cả tuần này là không có tăng ca, ở này về 5 giờ, nói chung là chán lắm bạn ạ. Thôi bây giờ cứ cố gắng được ngày nào hay ngày đấy bạn. Thì bạn thông cảm cho mình phải nói nhỏ, bởi vì là người ta chưa, người ta nghỉ ngơi các thứ, bên này ồn ào thứ người ta cũng không thích. Đấy, nên là người ta lịch sự, bên này người ta người dân người ta lịch sự, nên là mình cũng lựa một tí. Đấy thì thôi mình chả có gì quay cả. Nói chung là ăn cơm trưa thế thôi. Quay lại một cái bữa trưa. Bữa trưa thì gọi là bữa trưa này là ngon nhất từ cái ngày mà mình sang đây rồi. Đây có cái mương nước này, cái rãnh thoát nước này. Đấy, nước nó chảy mãi lên kia này. Nước trong lắm. Nói chung là nước thải với cả nước các thứ, nước vệ sinh hoạt bên này sạch lắm. Nhìn nó trong lắm, không đục đục, nó không bẩn bẩn, nhìn nó trong lắm, trong xanh lắm. Nói chung là bên này người ta sạch. Đường xá bên này các thứ là đi lại thứ nó sạch sẽ. Kia bên trong cũng 3838 đấy kìa, cái xe trắng kìa. Ba xe 3838. Mình vừa đi làm về bạn ạ. Thì bây giờ là hơn 5 giờ, hôm nay là thứ 6, cũng không có tăng ca cả tuần này, toàn lên trên khu đại lý thôi. Hôm nay mua được cái cốc nước gọi là dưa hấu sữa, này mời bạn uống nhé. Đêm nay có cái bánh. Ăn luôn. Bánh này ta cơ đại ca mua cho.
các bạn nhé. Nguyên đỗ xanh. Đây nó cả cái dấu tàu. Nói chung là cái ngày hôm nay khá đặc biệt. Về thì về lúc trưa, xong lại về sửa ngày làm. Nói chung là cái tuần này nó là tuần đen tật đen của mình. Tăng ca thì không có, các thứ mệt lắm ạ. Nhưng thôi vẫn phải cố gắng làm nào bạn. Nói chung là nó cũng đen. Sang đây nó cũng nhiều cái nó cũng khác xa so với Việt Nam. Mà đi trong cái thời điểm mà dịch bệnh ấy, nên là ăn may mắn là nhiều. Cũng đen lắm. Hôm vừa anh ngồi nhờ trên này cái bà đây. Đây. Hôm vừa ngồi trên này. Vừa ngồi trên thì đây là cái sũ xung quanh cái chỗ mình vẫn đi làm này. Bà ấy dắt ấy ra. Dắt đuốc ra. Cho đi dạo. Thôi thì tạm biệt tất cả các bạn nhé, mình đi về đây. Coi như cái clip này kết thúc. Đây là cái clip gọi là vui thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo. Tạm biệt.